Vâng, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ news. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi nói về cái vấn đề câu chuyện của Thiền Nam, câu chuyện của gia đình thầy ông nội thưa các bạn. Chắc hẳn tất cả các cô chú, anh chị vào buổi sáng nay cũng đã tham gia xem về những cái vấn đề trong cái phiên tòa xét xử phúc thẩm của Thiền Nam, của 6 bị cáo trong Thiền Nam. Vậy thì mình vẫn thấy đâu đó có rất nhiều những người khán giả người ta chưa hiểu được, người ta vẫn hỏi, đặt ra những cái câu hỏi rằng là không biết ngày hôm nay có xét xử luôn cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không. Thì mình cũng xin chia sẻ với tất cả mọi người như thế này. Cái vụ án của Thiền Am đã được xét xử trong cái phiên tòa sơ thẩm trước đây, đúng không ạ? Về cái tội 331, tức là lợi dụng quyền tự do ngôn luận, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức. Vậy thì trong cái nội dung từ những tố cáo của những người bị hại đó là ai? Đó chính là công an của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và Thượng tọa Thích Nhật Từ. Đó, và nó liên quan đến điều 331. Và khi ở cái phiên tòa sơ thẩm thì họ chỉ xử theo cái yêu cầu của đơn thôi, tức có nghĩa là xử về cái tội 331 chứ không liên quan gì đến cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo những cái tố cáo đối với Thiền Am thì có cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân, nhưng trước đây đã bị đình chỉ và sau khôi phục để mà điều tra lại. Thì mới đây cái quá trình điều tra về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã hình thành nên họ khởi tố. Còn cái tội loạn luân đó thưa các bạn, đang trong quá trình xem xét để mà đưa ra cái quyết định cuối cùng. Có thể thấy rằng vài ngày trước đây có rất nhiều những cái cá nhân đã liên quan đến cái câu chuyện Thiền Am và nói rất nhiều về cái câu chuyện Thiền Am này. Nhưng mới đây thôi thì khi mà mình nhìn nhận thấy họ đã xóa rất nhiều cái clip của Thiền Am, hầu như là hết luôn. Xin chào các bạn, và nhà mình có hai dòng sản phẩm muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Đầu tiên là cái chai mật ong nguyên chất, chai này là 1 lít. Mật ong này là mật ong nguyên chất lấy từ hoa cà phê 100% thưa các bạn. Và cái sản phẩm thứ hai thì đó là cà phê. Cà phê thì mình có hai loại, một loại là cà phê hạt thô là về các bạn tự xay ra và pha chế, còn loại thứ hai là đã xay ra rồi các bạn mang về chỉ việc pha uống thôi. Vậy thì cái lý do vì đâu họ phải xóa? Tất nhiên rồi, để tránh cái trường hợp mà là đồng phạm đối với Thiền Am, bao che cho những vấn đề của Thiền Am và có thể là ăn dây với nhau trong cái quá trình cấu kết với những thành phần nước ngoài để mà làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền của tỉnh Long An đó. Bởi vì rõ ràng nhất thưa cô chú anh chị, đó chính là cái tội danh 331, đó là xúc phạm đến uy tín của cơ quan công an huyện Đức Hòa, vì đã nói rằng la hét rồi đăng lên cái kênh YouTube của mình lên mạng xã hội và có hàng triệu người xem cái clip đó, thì các bạn phải biết là sự lan tỏa nó như thế nào, nó gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nơi đây như thế nào, đúng không ạ? Ai đời lại đi nói rằng cơ quan công an bắt cóc một người, thì điều này là không thể nào chấp nhận được. Mà điều này còn lặp đi lặp lại và được đăng tải truyền tay nhau rất là mạnh mẽ. Có thể cái phiên tòa phúc thẩm này nó sẽ kéo dài tới 2 ngày chứ không phải là ngày hôm nay là hết đâu. Các bạn cũng thấy được cái nội dung ở trong buổi sáng, khi mà mình nhìn thấy thì có rất nhiều những cái điều mà có thể nói rằng hết sức vô lý. Ví dụ như là khi mà hỏi các bị cáo là người thân của bị cáo thì bị cáo trả lời là không biết, tất cả đều không biết, cha mẹ mình cũng không biết là ai. Rồi khi hỏi bà Cúc là bà có phải là mẹ của những người này không, thì bà ấy cũng kêu là không. Thì thực sự mình không hiểu được là nếu họ là từng mẫu tử mẹ con ruột thịt mà tại sao lại không nhận nhau, đó là một cái điều hết sức là buồn, đúng không thưa các bạn? Dù gì cũng là máu mủ ruột mềm, tại sao lại không nhận, lý do vì đâu thưa các bạn? Có một cái gì đó gây áp lực cho họ hay sao? Mà cái điều mà thể hiện rằng chính họ là những người có máu mủ với nhau đó chính là cái tờ giấy khai sinh đó, đứng tên mẹ con rõ ràng như vậy, vậy mà cũng không nhận. Nhưng mà thưa các bạn, khi mà đã xét nghiệm ADN thì mình nghĩ rằng tất cả mọi việc nó sẽ thể hiện ở trên đó. Bởi vì cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau cái phiên tòa phúc thẩm này thì trong một cái thời gian sớm nhất sẽ diễn ra cái phiên tòa tiếp theo, đó là cái tội danh tiếp theo đó. Thì chính cái tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản nó dựa vào cái kết quả của ADN có cùng huyết thống với những người chăm sóc ở bên trong đó hay không. Nếu mà cùng thì không phải là trẻ mồ côi,
Và những gì mà ông Lê Tùng Vân hay bất kỳ một người nào ở trong Tịnh Thất Bồng Lai nói rằng chúng tôi nhận những đứa trẻ này là những đứa trẻ mồ côi thì đó là sai, là lừa đảo để mà trục lợi, để mà kêu gọi từ thiện. Đó, đó là một cái vấn đề hết sức rõ ràng mà chúng ta dễ hiểu thôi. Và cũng từ kết quả ADN thì các cơ quan tiến hành tố tụng, tiến hành điều tra làm rõ sự việc đó, cũng biết được là cái quan hệ huyết thống của từng cá nhân trong Thiền Am bên bờ vũ trụ là như thế nào. Và điều này nếu có về cái vấn đề loạn luân thì mình tin chắc rằng cơ quan chức năng sẽ công khai trong thời gian sớm nhất khi có kết quả. Chứ không phải như những người kia vẫn còn lèo lái dư luận nói rằng Thiền Am là nơi tu tại gia, rồi họ làm sao mà loạn luân được, những đứa trẻ kia là những đứa trẻ mồ côi. Rồi thì để xem cái phiên tòa phúc thẩm này có xử cái tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không, hay là loạn luân hay không. Nếu mà có thì là ở trong phiên tòa sau các bạn ạ, chứ không hề, nó không hề nằm trong bên trong cái phiên tòa phúc thẩm này. Bên trong phiên tòa phúc thẩm này nó chỉ xử lý cho cái đơn kháng cáo của các bị cáo từ cái phiên sơ thẩm trước đây thôi. Đó, bởi vì không được thay đổi những cái vấn đề ở bên trong cái bản kết luận cuối cùng của tòa án trong cái phiên tòa sơ thẩm, mà chỉ đảm bảo cái tính khách quan trong cái việc kháng cáo của các bị cáo, những lá đơn kháng cáo của các bị cáo đó. Thì nếu mà họ có những cái cơ sở chứng minh họ, ví dụ như họ thành khẩn khai báo, rồi họ ăn năn hối cải rồi này kia, thì được giảm nhẹ tội hơn. Nhưng mà tất cả các bạn đều thấy rằng họ không những không ăn năn hối lỗi, không nhận ra những cái sai sót của mình, mà lại càng cố chấp hơn, cố chấp hơn so với cái phiên tòa sơ thẩm luôn. Rồi khai báo không thành khẩn nữa. Ngày trước thì nói là không nghề nghiệp gì, nhưng mà sáng nay lại khai là làm đá. Đó, nó không thành khẩn khai báo. Và mình nghĩ rằng cái kết quả trong nay mai thì nó sẽ là y án sơ thẩm thưa các bạn, chứ không thể nào mà giảm nhẹ được. Bởi vì những cái tình tiết mà những cái luật sư đưa ra mình thấy không thuyết phục. Và dường như họ cũng đổ lỗi cho cả luật sư Vũ nữa. Đó, nhưng mà hai cái vụ việc ngày trước mình cũng chia sẻ với các bạn một lần rồi, với cái những cái khẳng định của ông sĩ Trần, mình đã khẳng định một lần rồi. Cái vụ việc của luật sư Vũ khi mà ngày trước có nhận bào chữa cho những người bên trong Thiền Am á, đó là một cái tội danh khác. Còn cái vấn đề này là một cái tội danh khác, nó hoàn toàn khác nhau chứ không hề giống nhau. Cho nên cái nội dung ở trong bản cáo trạng nó khác nhau hoàn toàn thưa các bạn, chứ không phải là một nội dung, nên nó đảm bảo khách quan trong cái vấn đề tham gia xét xử với vai trò là luật sư của ông Thích Nhật Từ. Còn nữa, họ liên tục đổ lỗi cho ông Thích Nhật Từ, nhưng mà cái lỗi của ông Thích Nhật Từ nó lại không to bằng cái lỗi mà làm giảm uy tín của cơ quan công an của huyện Đức Hòa thưa các bạn. Cái đó nó mới là quan trọng. Và cái đó nó sai lè ra như vậy, nó sai rõ ràng như vậy mà còn không chịu nhận tội, thì mình không hiểu là những người này họ đang suy nghĩ như thế nào. Và mới đây thôi thì mình cũng nghe thấy một cái cô gọi là cái cô Thanh Trần, cái cô luật sư thủ kho đó mà chúng ta hay nhắc đến đó. Cô ta vẫn lên mà nói những cái câu rất là buồn cười, đến bây giờ mà vẫn còn bảo thủ, vẫn còn bảo vệ một cách bất chấp. Mình không hiểu tại sao cô này cũng mang mác là một luật sư đúng không ạ? Không biết là có thật hay giả, nhưng mà tại sao không xin vào để bảo vệ pháp lý cho Thiền Am bên bờ vũ trụ, mà lại chọn ngồi ở nhà để mà nâng cao quan điểm, đánh cháo khái niệm và dẫn dắt dư luận như vậy. Mặc dù từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Long An nó cũng gần mà, nó sát nhau đúng không? Tại sao lại không làm điều đó?